Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn, Đồng Nai đang lên nhanh theo kỳ chiều cường rằm tháng 8 âm lịch. Đỉnh chiều đợt này có khả năng xuất hiện vào ngày 30 tháng 9 đến 2 tháng 10 năm 2023, tức 16/18/8 âm lịch. Ghi nhận của PVVTC News, từ 4:30 ngày 1 tháng 10, các tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7, Phạm Hùng, quốc lộ 50, huyện Bình Chánh đã bị ngập vì chiều cường dâng cao. Theo quan sát, nước liên tục dâng cao, các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mực nước kênh Tẻ dâng cao đến ngang mặt đường Trần Xuân Soạn khiến việc sinh hoạt, kinh doanh của người dân bị đảo lộn. Một chủ hàng ăn uống trên đường Trần Xuân Soạn cho biết, có những ngày chiều cường dâng cao chỉ biết thở dài nhìn dòng nước vì không muốn bán được gì. Ông Tùng, chủ cửa hàng trên đường Trần Xuân Soạn, cho biết gần hết buổi sáng coi như không bán được do chiều cường vây ngập đường, đa phần người dân chọn đường khác để đi. Hoặc có đi được này thì cũng chạy thật nhanh để xe không bị chết máy, ít người ghé vào đây mua đồ. Nước ngập lênh láng trong những con hẻm dọc tuyến đường Trần Xuân Soạn. Đến khoảng 5:30 cùng ngày, nước đã ngập cả một tuyến đường dài hơn 1 km. Nhiều người dân cho biết không thể phân biệt đâu là bờ sông, đâu là lòng đường nên việc đi lại khá khó khăn. Cũng theo ghi nhận, nhiều đoạn đường trũng nước ngập khoảng 40 cm. Khi di chuyển, người dân khá dè dặt vì sợ sóng nước đánh vào xe sẽ bị ngã nhào. Chị Phương, ngụ huyện Bình Chánh, cho biết dù đã nhiều năm đi lại trên con đường này nhưng mỗi lần gặp chiều cường vẫn cảm thấy mệt mỏi vì bị ướt xe, ướt người và dễ gặp tai nạn. Để tránh bị ướt quần áo, nhiều người dân đã mạo hiểm gác chân lên xe.